Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Kavon YouTube channel. Hôm nay thì mình sẽ mở cái hộp bài uh, Shout to uh, Rise of the Blue Eyes. Uh, đây là cái, uh, đây là cái Shout to the uh, song song với cái uh, hộp uh, Dark máy Sun mà mình mới mở cái đây vài hôm. Thì nó có một sản phẩm thuộc thị trường Asian English. Và sau cái video lần trước thì mình cũng có tham khảo ý kiến từ một số nguồn khá là uy tín Cụ thể là kênh kênh Thì mình có được biết là Azen thì cái lần cuối cùng mà Azen được in là từ thời EOG ở set EOG Enemy of Justice thì phải Nó là cái thời mà cắt Yugi mới, cái set trong Yugi mới chỉ có ba chữ thôi ấy. Là từ rất lâu rồi nếu như các bạn quan tâm thì hãy search thử uh, cái cái thông tin về cái set đó xem nó cách bao nhiêu lâu rồi và đến bây giờ chúng ta mới có có trở lại cái sản phẩm AE. e uh, và well, đây là cái hộp bài uh, nó mang một cái gọi là đối trọng với cái hộp bài của Dark Mason, Blue Eye mà thì luôn luôn là đối trọng với uh, Dark Mason thôi. Uh, Destroy all with the power of Blue Eyes. Uh, cover card mặt uh, sau thì là con Blue Eye Spirit. Mặt trước thì là Blue Eye uh, quen thuộc của chúng ta và vẫn là những cái thông tin mà mình không quan tâm đến ở đây có một cái card list và Ờ uh, thì chúng ta sẽ xem cái power pack cái power pack là cái cái pack random chúng ta sẽ bóc ra ấy thì nó sẽ có blue eyes alternative white dragon dragon spirit of white death judo blue eyes jet uh, ultimate creature of death Jackson là những con secret rare còn lại ở dưới sẽ là super rare thôi mình nhìn thấy có dark bright crackdown chẳng chả dùng ý chung là mình cảm giác như à có happy Duster này à, nhưng mà mình có cảm giác là cái power pack này của hộp blue eyes thì sẽ không chất lượng bằng cái power pack của hộp dark action à, còn về content thì mình phải mở ra để xem như thế nào à, đấy và vẫn là những cái những cái cách đóng gói rất là xịn mình rất là ưng cái cái kiểu siêu như này bóc ra phát là xong chứ không có cảm giác kiểu mở keo như hộp của uh, tcg hơi dán đâu vào đây tí nào nào thì đang nào những vứt cái hộp đi Đấy. Mà dù thì nó vẫn là siêu nhá, nhưng mà bóc nó ra nó kiểu nó cảm giác nó clear ấy. Giống như cái này mình phải ví với giống giống như hộp, mở hộp bánh trứng. Các bạn ngày trước có ăn bánh trứng không? Thì có cái băng dính ở đầu cái nắp hộp ấy, cũng là cái 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 siêu ấy. Thì đây mở cái hộp bài cũng y hệt như thế. Và chúng ta cũng vẫn có một cái khay nhựa ở trong không giống như bảo vệ môi trường lắm nhưng mà thôi kệ đi miễn là bên trong nó đẹp đấy một cái power pack nhá với cả một cái một cái bộ bài có cover cut là blue eyes ứng đằng đằng sau đó là một cái bia đá một cái artwork rất là đẹp của blue eyes à, cái playmate thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khá là giống như cái playmate trong video lần trước thôi tại vì đây là bộ bộ đôi sản phẩm mà nó ra mắt cùng nhau nên là chắc là nó cũng không có quá nhiều khác biệt đấy vẫn là một bên là Dark Magician và một bên là Blue Eyes đấy và mình sẽ dùng cái uh, cái khúc này để làm ảnh thumbnail cho video <laughs> cho nó ngược lại và sau thì nó vẫn là cái logo ấy thôi à nó khác một chút là có chữ rise of the blue eyes hộp kia là dark markson đấy Nên chung là ừ nó cũng chỉ là một tờ giấy thôi đó lần này thì mình sẽ chơi trộn hơn một chút à, khác một chút là mình bóc cái pack này trước uh, ok Đây là một con effect monster à? Oh, Dragon Spirit of White Mình nhìn thấy từ lúc xé cái vỏ bách ra rồi Dragon Spirit of White, Secret Rare Một lá bài support cho Blue-Eyes từ Shining Victory Nếu mình nhớ không nhầm Thì... Uh, đây là cái dạng... Uh, đây là cái bản in của nó ở uh, Asian Alix. Nhìn chung thì Rare của Asian Alix nó sẽ là kiểu sọc ngang dọc như thế này Và nói thật thì mình không thích cái kiểu circuit này lắm bởi vì cái cái phần cái phần uh, foil của nó bị bé Nên là kiểu nhìn nó không đối với mình thì mình không thích không thích lắm uh, super rare là black rose moonrise dragon một lá rất là đẹp. Synchro level 7. Ngày xưa mình uh, dùng con này khá là nhiều. Tại vì ngày xưa Synchro 7 Staple nó ít ý Where are you? Bottomless trap hole và... Boom! Moon! Ok. Đó. Power Pack của chúng ta chỉ có thế thôi. Sau đó thì mình sẽ mở đến cái uh, bộ bài của chúng ta với nhận sang bên uh, mình nghĩ là các lá bài nó sẽ khá là Standard thôi những lá bài mà KAI ba sử dụng và support cho blue eyes uh, chắc chắn là sẽ có blue eyes ở cover cover bên ngoài rồi vẫn là cái cảm giác đấy các bạn ạ uh, labrador dragon nhìn nó cũng hơi lạc quẻ nhưng mà chảy nó sao lại đưa vào đây Alexandra Dragon hai con này hình như là counter pass hay sao đúng không nhỉ? Flamvell Guard này. Maiden with Eyes Blue. Đây hình như là tất cả những cái uh, người hầu của của Blue Eyes. Say con này rất mạnh này. Master with Eyes Blue. Rider of the Stone Queen. Mình không hiểu sao con này in trong tức là mình nhìn thấy con này rất nhiều lần trong các cái hộp liên quan đến cây ba nhá. Tại nhưng mà mình lại không biết nhá. Con này hình như là liên quan gì đến cây ba, cũng không biết cây ba có dùng không, hay là nó chỉ đơn giản là vì nó là một con quái support cho hệ rồng nên là được in liên tục. Keeper of the Shrine con này in trong uh, SD Falkrund thì vậy. Uh, White Stone Legend, White Stone Ensign hai quả trứng, cây uh, ba men. Một nhân vật cover cái ba điệu cười giống hết cái ba luôn và đội đội cái đầu đội cái mũ hình blue eyes tóc thì rất dài dictator of d à, cái này là cái phiên bản uh, upgrade của lo đi hay là còn có một tên gọi khác là vua rồng ấy lo dragon ấy thì uh, đây là một lá bài trong set battle of chaos theo mình biết và nó in trong sd à, Asian Ờ, uh, con này khá là tuổi thơ Ngày xưa mình chơi bài FFX thì cũng có nhìn thấy con này. Đúng rồi, con này uh, support cho Armored Dragon mà, đúng rồi. Bài fake ngày xưa chắc chắn có con này. FFX Dragon of Nuit. Oh có Omnidrone Broto này, liệu có kèo Dragon trong này không nhỉ? Oh có luôn. Kèo Dragon Leviania. Honest. Ờ uh, Carbonadon. Cái này là dinosaur mà, why? Why you here? Hay vì con này nó gọi được con <laughs> gọi là con flam vèo gát nên là nó như thế nhỉ Ừm bán những con này từ trong mộ trở đặc biệt một từ trên tay hoặc trong deck một leo bảy thấp hơn dragon no monster trong ở từ effect up defense position con này gọi được cả ba con no monster mà, mà mình giờ ban nãy thực ra là con này trong deck blue eye toàn trôn trứng thôi họ trôn thẳng blue eye xuống hoặc blue eye trôn thêm một con nữa xuống kiểu thế Silver Sky, Burst Stream, Detection, Majesty Mình rất thích con này, con này áp rất đẹp Vision with eyes blue Mausoleum quay Bacon of quay Tiếng đào gọi rồng Ôi Dân chơi nhỉ Đoàn Revival Rhapsody con này trong LCKC này Áp rất là đẹp Đoàn ravin luôn Terraforming Trade in Card of Consonance Mình dở ra one for one này còn này còn chu like nha. Sau các bạn kéo hơi mạnh tay. Enemy controller đây chu Cũng là một cái bia đá hình rồng đối nghịch với uh, lá uh, mình quên mất rồi nhưng mà Dark Mansion cũng có một cái lá bài bia đá kiểu như thế. Với mở clip trước sao mình quên rồi nhỉ. Thông cảm đi. Castle of the Souls. Tiếng hú hồi sinh, đấy à, uh, nếu như các bạn để ý thì con này phiên bản TCG thì tất cả những cái bia mộ này nó là cái bia mộ bia mộ một cái tảng đá ấy. tảng đá bia mộ chứ nó không phải chữ thập này đâu còn áo quốc của OCG thì cái này sẽ là hình chữ thập nó liên quan đến tôn giáo đi phải nên là nó khác nhau Ring of destruction đây cũng là áo quốc của OCG uh, TCG thì đây là một cái phòng lửa ăn này rõ ràng đẹp hơn mà vòng lựu đạn mà hình như trong chuyện cũng như vậy Champions Resilience Cái này làm gì đấy Nếu bạn control một level bảo cao hơn no monster thì khi một monster được summon hoặc sẽ trap activate thì negate summon hoặc activate và destroy Ồ, oh, solemn, cái solemn của riêng quá normal Azure Eyes Silver Dragon Con này cũng khá là quen thuộc cho chiến thuật Blue Eyes rồi Cuối cùng thì sẽ là Blue Eyes Spirit Dragon Ồ, oh, con này cắt lệch ta Unchore Nhưng mà nhìn thấy cái này nhiều rồi ấy, nên là mình không còn quá chóng ngợp với nó Đó, đó con đẹp của Blue Eye, nói chung là mình thấy nó cũng không có gì quá nổi trội ấy à, tại vì nó cũng đúng như mình dự đoán là các lá bài liên quan đến Blue Eyes à, Nên là loanh quanh nó cũng chỉ vậy thôi mà Chủ yếu là nó không có cặp mới mà chỉ là Các cái lá được import từ TCG và OCG sang cái sản phẩm thị trường AE này thì uh, well. à, mình lọc ra được 3 này 4 này hộp này có 5 5 foil ừ, vẫn là 5 foil một Ultra 4 Super à đâu hai Ultra 3 Super chứ còn nữa ông ta hết rồi hộp này staple không hay bằng hộp Dark Mason có Dark Action Darkman có Monster Reborn và Solon Jackman hộp này có Enemy Controller này à, uh, maybe là sẽ dùng có minh mỗi vậy ừ chả lấy được thêm gì hai con này thì chắc là cho vui tại vì ừ. con uh, con này thì bình thường này. đấy cái power pack thì cũng chỉ là một cái bộ super thôi nói chung là ừ cá nhân mình thì mình thích cái cái hộp đá máy hơn nhưng mà thôi gọi là mở để có uh, có đôi cả cặp có nếp quả tẻ cho cái cái list video của mình nó đẹp hơn thì đó đó là content của bộ bài Blue Eyes uh, Rise of the Blue Eyes Chapter Deck phiên bản AE nếu các bạn có ý định sở hữu sản phẩm này thì có thể tìm mua trên các shop tại Việt Nam bán rất là nhiều cái hộp bài như thế này rồi và đó là video của ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi mình sẽ còn quay trở lại và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cá vào YouTube channel bye bye